Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với nhóm review. Thì trước đây nhóm có làm một cái mô hình dàn vui thông minh. Thì ở cái video đấy, bọn mình đã hướng dẫn các bạn ghép nối các cái mô đun relay với lại mô đun cảm biến mưa. Thì nó gặp khá nhiều khó khăn đối với các bạn nào mà không chuyên về điện tử. Thì ở đây mình đã thiết kế nó thành một cái VCB bao gồm cả cảm biến mưa và cái module relay trên này đấy. Thì có các cái đầu ra này đấy. Ở đây mình có đặt chục cái PCB về các bạn có thể tự hàn. Đây là một sản phẩm mình đã hoàn thành, jack cắm nguồn từ 5 đến 12V, biến trở để chỉnh cái độ nhạy của cảm biến mưa, led báo có tín hiệu mưa này, led nguồn và các header đầu ra đầu vào, hai relay đằng sau này, có chan này, diode này, LM358 và IC nguồn và một số cái điện trở tụ, khá ít linh kiện nha. Đó. Sau đây mình sẽ nói qua về cách kết nối của các cái đầu header ra này. Thì đầu tiên là cái tín hiệu đọc vào từ cái banner của cảm biến mưa này. Đây. Các bạn sẽ nối hai dây vào chân in và chân GND ở đây. Đây mình đã nối rồi. Và cái sắc thứ hai đó là cái nút nhấn giữ này. Đây là để điều khiển cái chế độ mà chúng ta muốn thu vào hay là đưa quần áo ra bằng tay, gọi là nút nhấn khẩn đấy. Và tiếp đến là cái công tắc hành trình. Đây, công tắc hành trình ở phía đầu vào đây, các bạn thấy hai chân này, sử dụng chân NC và chân co. Các bạn cứ đấu hai cái chân đấy đúng cho cái ký hiệu mà mình ký hiệu ở đây nhá. Đó. Tiếp theo là cái công tắc hành trình ở phía đầu ra. Đấy, có chân sử dụng cả ba chân, chân com, chân O và chân C. Các bạn đấu tương ứng với lại cái công tắc hành trình. Đó. Và cuối cùng là đầu ra của động cơ motor đấy. Ở đây mình sử dụng động cơ giảm tốc này, loại nhỏ nhỏ để làm mô hình. Đây. Thì cái đầu motor này mình sử dụng điện từ 5 đến 12V. Đó. Các bạn có thể cấp hơn, cao hơn tùy vào cái động cơ mà bạn sử dụng. Rồi, cách đấu nối đơn giản thôi. Và đây là cái mô hình mà mình đã làm. Thì ở đây là cảm biến banner, cảm biến mưa này, công tắc hành trình này, công tắc hành trình phía đầu ra này, công tắc hành trình phía đầu vào và cái dây Cora có gắn một cái tấm vào đây để khi mà nó chạm vào hai cảm biến hai cái công tắc hành trình nó sẽ dừng lại. Đó. Thì bây giờ mình sẽ test cho bạn xem. Ở đây mình sẽ sử dụng nguồn 12V. Ở đây mình có cùng nguồn 12V 1.25A. Đầu tiên mình sẽ cấp nguồn. Đây các bạn có thể thấy khi mà cấp nguồn thì đèn báo nguồn sẽ sáng này. Đây, đây có một ít nước mình sẽ chấm vào. Đâu, cái công tắc mình đang để ở chế độ thu này. Đây thì là khi chưa có mưa nó sẽ ra và khi chạm vào cái công tắc hành trình ở đây thì nó sẽ dừng lại và phơi nếu mà có mưa này.
Đấy, sẽ thu vào. Đấy. Và khi hết mưa nó sẽ tự động phơi ra. Và trong cái trường hợp mà không mưa nhưng mà bạn muốn thu quần áo thì bạn nhấn vào đây. Đấy, nhấn xuống. Đấy, thu quần áo vào. Và nhấn một lần nữa. Đó. Khi có mưa này, mình làm lại một lần nữa. Có mưa này. Sẽ thu vào. Hết mưa. Đó, khi mà hết mưa. Công tắc khẩn. Đấy, các bạn có thể chỉnh cái độ nhạy của cái miếng mưa ở đây bằng cái biên trở 10k đây nhé. Rồi, các cái đầu ra các bạn mua về chỉ cần kết nối và sử dụng thôi, không phải làm như các như cái phiên bản lần trước mà mình hướng dẫn. Ok, thì trên đây mình vừa giới thiệu cho các bạn về cái bo mạch dùng để điều khiển cái dàn phơi thông minh. Đấy, thì nếu mà bạn nào muốn làm hay là tham khảo thì có thể liên hệ với nhóm sẽ hỗ trợ các bạn. Đấy, thì ở đây mình còn một số mạch, các bạn nào muốn làm thì liên hệ mình nhé. Và cũng mong các bạn là đưa thêm ý tưởng cho để mình phát triển thêm cái bộ dàn phơi thông minh này nhé. Rồi, video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.